Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát khắp nơi, nhưng chúng ta, những người con cái của Mẹ Hằng Cứu Giúp, cứ đến ngày thứ bảy, đặc biệt trong những ngày đầu xuân, chúng ta đến đây với mẹ của chúng ta vì chúng ta tin tưởng nơi lòng xót thương mà mẹ dành cho chúng ta, để rằng chúng ta cùng với mẹ dâng lên Thiên Chúa tất cả những tâm tình trên cảm tạ yêu mến của chúng ta vì muôn phúc lành mà chúng ta đã lãnh nhận được từ Thiên Chúa qua sự chuyện cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp, đặc biệt sự gìn giữ che chở của mẹ dành cho mỗi người chúng ta trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát. Cùng với tâm tình tạ ơn đó, chúng ta tin tưởng để dâng lên mẹ những nguyện cầu nguyện ước của chúng ta. Xin mẹ tiếp tục giữ gìn che chở chúng ta, giúp chúng ta vững tiến giữa một thế giới đầy những cái tổn thương đổ vỡ, đầy những thách đố đang bao phủ chung quanh chúng ta. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta đến đây với mẹ để cùng mẹ tạ ơn Thiên Chúa vì cái ơn mà mẹ lãnh nhận được nơi Thiên Chúa, một cái ơn vĩ đại, ơn làm cho mẹ có thể trở nên mẹ của Thiên Chúa. Đó là ơn khiêm nhường thầm sâu, một cái ơn mà có thể nói chúng ta ai cũng cần cho ơn cứu độ của mình cả, một cái ơn mà mỗi ngày chúng ta phải xin, vì để sống được khiêm nhường như mẹ khó lắm, khó lắm. Mẹ của chúng ta trở thành mẹ của Thiên Chúa không chỉ ở với tư cách cưu mang sinh hạ, với tư cách vâng nghe và thực hành lời Chúa, mà còn với tư cách theo sát Chúa Giêsu để sống cái ơn đức khiêm nhường một cách triệt để. Chúng ta thấy mọi đổ vỡ của nhân loại hôm nay cũng như ngày xưa và mãi mãi thường khởi đi từ cái tội mà gọi là nguyên tội, cái tội gọi là đầu mối của bảy mối tội đầu, đó là tội kiêu ngạo. Chính cái kiêu ngạo đó mà con người đã tìm cách loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cái cuộc đời của mình, và sự giữ sự ác sự tội mới tràn ngập vào trong thế gian này. Vì nguyên tội, nguyên tổ của chúng ta bất tuân lời căn dặn của Thiên Chúa, để rồi nghe theo lời xúi dục của quỷ dữ mà kéo theo cái sự giữ sự ác tràn vào, và để lại một cái hệ lụy vô cùng nguy hiểm, đó là tội kiêu căng ngạo mạn nơi con người chúng ta. Chiến tranh, dịch dã, gian dối, gia đình đổ vỡ, tương quan trong các cộng đoàn đổ vỡ cũng khởi đi từ cái tội nguyên tội này cả. Khởi đi từ cái tội mà không muốn nghe ai, chỉ muốn mình làm chủ tất cả, làm chủ cả Thiên Chúa nữa. Và từ cái tội đó mà gây ra bao nhiêu đau khổ cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho những người khác, cho nhân loại và cho cả toàn thể vũ trụ này. Khi con người muốn loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cái đời sống của họ, đời sống cá nhân cũng như đời sống xã hội, khi con người muốn họ tự quyết mọi vấn đề, thì khi đó sự giữ sự ác sẽ tràn ngập nơi con người và nơi nhân loại này. Cho nên Chúa Giêsu đến xuống thế làm người để Ngài mặc lấy một thân phận tôi tớ đau khổ của Gia-vê Thiên Chúa. Dẫu rằng Ngài là Thiên Chúa thật, dẫu rằng Ngài là con chí ái của Thiên Chúa, mà Ngài mang lấy thân phận nô lệ tôi đòi của Thiên Chúa, và là một nô lệ đau khổ. Đau khổ, mà đau khổ thật, đau khổ từ khi sinh ra cho đến khi chết trên thập tự giá. Và Ngài đón nhận tất cả cái đau khổ đó trong một sự vâng phục tín thác hoàn toàn vào một Thiên Chúa tình thương, để Ngài cứu cái nhân loại đó, chuộc cái lại nhân loại đó khỏi cái tội nguyên tội đó,
và đưa nhân loại trở về cái thân phận thật của mình, mà sống khiêm hạ trước nhan thánh của Thiên Chúa, để được Thiên Chúa chúc phúc, để được Thiên Chúa ban ơn. Một tôi tớ của Giave đau khổ, đó là khuôn mẫu, đó là cái hình mẫu để cho chúng ta bước theo. Nhưng rất tiếc, những người môn đệ của Chúa phần đông không muốn chấp nhận một thân phận tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa, mà lại muốn làm ngược lại, thậm chí muốn làm Chúa của cả Thiên Chúa nữa. Khi Thiên Chúa cho xảy ra cái gì mà không vừa lòng trái ý, thì nổi giận, tức tội, bực bội, muốn nổi loạn, trách móc Thiên Chúa, và thậm chí nguyền rủa và từ bỏ Thiên Chúa nữa. Con đường của Chúa Giêsu đến cứu trần gian này là con đường hà mình thẳm sâu, hà mình đến nỗi không chỉ trở thành người mà trở thành tôi tớ, không chỉ trở thành tôi tớ mà trở thành một tôi tớ đau khổ và chấp nhận tất cả mọi sự trong sự tin tưởng tin thác vào Thiên Chúa. Và mẹ Maria, mẹ của chúng ta, đã đi theo con đường của Chúa Giêsu cách triệt để. Mẹ được đặc ân là mẹ của Chúa Giêsu, một đặc ân cao cả, một đặc ân mà chỉ có mẹ là người duy nhất được đón nhận. Nhưng mẹ không kiêu căng, không vênh váo, không tự mãn. Trước cái hồng ân cao cả đó, mẹ tự thú nhận: này con là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm những điều Chúa muốn nơi con. Một nữ tỳ khiêm hạ là vậy, là nhận ra mình chả có cái quái gì nơi mình cả, là nhận ra thân phận cát bụi, tro bụi mỏng manh của mình, là nhận ra tất cả những gì mình lãnh nhận được đều bởi ân huệ của Chúa, là dám đón nhận tất cả những gì, kể cả những phần thưởng, kể cả những sự thánh luyện thử thách, trong một lòng tín thác vào một Thiên Chúa tình thương. Mẹ của chúng ta là vậy, mẹ hạ mình đến mức độ như vậy. Mẹ hạ mình đến nỗi không phải mẹ tuyên tín bằng lời nói mẹ là nữ tỳ, mà thật sự mẹ là nữ tỳ của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn cái gì mẹ chấp nhận như vậy. Thiên Chúa muốn mẹ mang thai Chúa Giêsu. Thiên Chúa muốn mẹ phải chấp nhận đồng công chịu đau khổ về Chúa Giêsu. Thiên Chúa muốn con mẹ phải chết tất tươi trên thập giá. Mẹ đón nhận trong phong phục, không oán trách, không nổi giận, không nguyền rủa Thiên Chúa, nhưng một lòng tín thác hoàn toàn cho Thiên Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta về đây với mẹ để chúng ta chiêm ngưỡng cái ân huệ tuyệt vời mà Chúa ban cho mẹ, là lòng khiêm nhường thẳm sâu đó. Và chúng ta xin mẹ khẩn cầu cùng Chúa cho chúng ta có được một chút khiêm nhường của mẹ, để nhờ cái chút khiêm nhường đó mà Thiên Chúa đến được với chúng ta, để mà Thiên Chúa thay đổi con người chúng ta, để Thiên Chúa làm cho chúng ta trở nên một con người đích thực. Bởi vì không có ơn huệ của Thiên Chúa thì cái đức khiêm nhường này khó lắm. Trong cái kinh nghiệm tôi thấy rõ những cái đau khổ của con người mang đến cho nhau, nó khởi đi từ cái sự kiêu căng ngạo mạn cả. Không ai chịu ai cả, ai cũng muốn làm Chúa cả, ai cũng muốn làm chủ cả, ai cũng muốn quyết định mọi sự cả, ai cũng muốn mình trở thành cái rốn của vũ trụ cả, ai cũng muốn mọi người phải theo mình. Và đó là cái nguyên nhân đưa đến đau khổ, không chỉ cho người khác mà cho bản thân mình. Những người bị tâm thần, những người bị gọi là loạn trí cũng chỉ vì cái ức chế này, những cái ước vọng, ước nguyện áp đặt của mình không đạt được, cho nên trở nên điên loạn, trầm cảm, mệt mỏi, căng thẳng. Bản thân họ đã đau khổ rồi, rồi họ còn gây lên cái đau khổ đó cho bao nhiêu người khác nữa. Mà thật sự khó, cái việc mà nhận ra tội kiêu ngạo này khó lắm. Người ta đi xưng đủ cả cái thứ tội, mà cái tội ngày nào cũng phạm là tội kiêu căng ngạo mạn đó, thì không bao giờ xưng cả. Mà không nhận ra cái tội kiêu căng ngạo mạn đó thì sự dữ sự ác nó cứ ngập đến với mình.
mà không nhận ra cái tội kiêu căng ngạo mạn đó thì không thay đổi được, không thay đổi được, và cứ ở mãi trong cái tình trạng như vậy thì đau khổ đến với họ và ngang qua họ đến với người khác. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta trở thành một tôi thợ đau khổ của Gia-vê Thiên Chúa. Mẹ hằng cứu giúp chúng ta. Để trở thành một người mẹ cứu giúp thì mẹ đã trở thành một nữ tỳ đích thực của Thiên Chúa. Chúng ta không có con đường nào khác để đạt tới hạnh phúc, để trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, để trở thành con của mẹ hằng cứu giúp, ngoài con đường trở thành khiêm hạ, khiêm hạ thật sự trước nhan thánh của Thiên Chúa, trước mặt mọi người. Chỉ có lòng khiêm hạ tập sâu đó mới cứu chúng ta được, mới đưa chúng ta trở về cái gốc rễ nguyên thủy của chúng ta được, mới đưa chúng ta trở về làm con của Thiên Chúa, làm con của mẹ hằng cứu giúp được. Cho nên trong thánh lễ hôm nay, chúng ta tha thiết xin mẹ một ơn thôi, xin Chúa cho con nhận ra tội kiêu ngạo nơi mỗi người chúng con, để chúng con thành tâm từ sám hối, từ sửa mình, để chúng con ngày nào cũng cầu nguyện xin Chúa tước đi cái kiêu căng ngạo mạn đó ra khỏi chúng con và lấp đầy cái sự con người chúng con bằng lòng khiêm hạ thẳm sâu của chính Chúa và của mẹ hằng cứu giúp, để nhờ đó chúng con mới có thể có được hạnh phúc đời này và hạnh phúc cả đời sau. Xin mẹ hằng cứu giúp chuyện cầu cho chúng con.